Xin chào mấy bạn que. Tôi nói không diễn đàn bọn mày á, nói bọn mày nghe mà này. Tôi thấy mấy cái trang của bọn mày á, bản thân bọn mày á, tối ngày là ảo tưởng là người trong nước á, muốn chúng mày về, rồi là đòi gì, là gì nhỉ? Chào đón chúng mày và ca ngợi chúng mày khi chúng mày cầm cái cờ Bắc que biểu tình. Tao nói thật á, chúng mày hãy tìm hiểu trên không gian mạng này, coi trên Facebook để coi, mỗi lần chúng mày cầm mặc áo một lớn đồ lớn á, cầm cờ Bắc que đi biểu tình ở bên Mỹ hay ở bất cứ đâu trên thế giới á, thì cái người trong nước á, nhất là những cái trang không gian mạng á, người ta chửi rủa bọn mày khắp nơi. Tụi mày sẽ tìm hiểu đi, có ai cãi lộ mày không? Mà tưởng chúng mày dân giá lắm, giá trị lắm, mà mặc cái đồ lính vô cầm cờ ba que phất phất, tụi nó chửi rủa, nó chế nhạo khắp diễn đàn, khắp Facebook vậy, chứ không ai cãi lộ mày hết đấy, không ai mong bọn mày về, không ai tung hô bọn mày hết đấy, hiểu chưa? Mình sập chắc là mình cái đám già. Mỗi lần mà phái đoàn Việt Nam á, đi qua Mỹ á, là chúng mày cầm cờ mà biểu tình, mà nó quen có vài mống thôi à, tưởng là gì, bắt đầu đưa không gian mạng là nghe có vẻ dữ dội lắm, ghê gớm lắm. Trong nước ấy có ai ca ngợi mày không? Hay người ta chửi mày cái thứ không biết thân biết phận, mấy chục năm không không nhận ra vấn đề. Tao thấy tụi mày sống tụi mày quá ảo tưởng này, cái đầu óc tụi mày quá ảo tưởng này. Tụi mày nghĩ hả, là người dân trong nước là mong chúng mày về lắm hả, mong cờ ba que trở lại lắm mà. Nói thật không ai mong bọn mày về hết đấy, vì bản thân cái bọn mày ấy suốt mấy chục năm ở Mỹ ấy, hay ở bất cứ đâu trên thế giới á, chứ mày có được bao nhiêu tiền đâu. Lúc nào cũng biểu tình, lúc nào cũng cầm cờ ba que phất phơ, rồi bắt đầu lên không gian mạng mà rồi là anh hùng, là vĩ đại, là anh hùng. Có ai coi chúng mày là gì không? Ta thấy nước cái đám trẻ, giới trẻ hiện nay á, trên không gian mạng ở trong nước á, thấy tụi mày đã chửi, thấy tụi mày đã chửi, thấy bọn ba que cầm cờ ba que đã chửi à, nó chửi, nó chế nhạo, nó sỉ nhục khắp diễn đàn, chứ đâu nó đâu có nể nể các cụ đâu, nó đâu mong muốn, nó đâu có là trời ơi cụ này mà giỏi quá, anh hùng quá đâu, không ai nói vậy hết đấy. Nó chửi một lũ điên, lũ khùng, nói cho bọn mày biết vậy á, ngay trong diễn đàn bọn mày á, coi như một lũ điên. Tụi mày á, mấy thằng que á, là mày thử tìm hiểu trên không gian mạng này coi, Facebook á, YouTube coi, nó coi chúng mày là cái gì, mỗi lần cầm ba que tụi nó chửi. Nó chửi khắp diễn đàn luôn, từ diễn đàn đủ loại diễn đàn chửi, kể cả một diễn đàn mà còn nói là nó không liên quan gì đến chính trị, không liên quan gì đến đấu tranh, mà nó cũng chửi mày, làm nó cho điên cho khùng, tưởng mình là dân giá, là vĩ đại, là anh hùng. Thấy tụi mày sống tụi mày không không có nhận ra vấn đề được. Tụi mày cứ thử thăm dò Facebook mày coi, nhiều trang nó chửi mày ấy. Mỗi tuần cầm cờ cua 3 4 lần, tụi mày nó như mà thất nghiệp ăn trợ cấp xã hội của Mỹ, nhưng mà có thời gian để biểu tình chống cộng, mà càng chống cộng dân trong nước nó càng chửi mày. Ngày xưa có thể tao nói cách đây khoảng mười mấy năm á, hơn 10 năm trước ấy, có thể người ta không biết, người ta tưởng bọn mày ghê lắm, vĩ đại lắm, giàu lắm, nhưng mà thật sự bây giờ lộ ra hết, có gì đâu. Bản thân tụi mày khoe sống trên nước ở những nước giàu, mà thật sự tụi mày không có giàu, dân người ta giàu, dân bản địa đã giàu, chứ bọn bọn ba que không có giàu.
Mình có làm gì đâu giàu. Tối ngày chống cộng sao giàu được. Tao thấy ở bên Mỹ á, người ta làm á từ sáng đến tối. Đâu ai có thời gian mà dặn chống cộng luôn. Rồi. Chào tất cả các bạn đó. Các bạn thấy không? Bạn thấy là những người ở Mỹ ấy, người ta làm việc cày và cày cuốc khắp nơi. Người ta tôi thấy nhiều cảnh người ta chiếu trên phim hay trên tin bản tin của quốc tế. Người ta vừa đi làm, người ta ngồi xe hơi, người ta vừa ăn trên xe, người ta đi làm chứ đâu có ai mà cầm cái cờ ba que chống cộng cả ngày như mấy đâu. Mấy thằng mà đi chống cộng là mấy thằng thất nghiệp, mấy thằng không ăn trợ cấp xã hội của nước Mỹ mới đi làm cái trò đó. Mà làm đó người ta khinh, ăn trợ cấp ta rất là khinh, mà tưởng mình là vĩ đại danh giá, mặc cái đồ lính vô tưởng oai phong lắm, mà phải lũ điên không ở đó mà oai phong. Rồi cho thế hệ rồi bắt đầu thủ dâm tinh thần với nhau, là cho người trong nước thấy sự oai phong của cái gì cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản và của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Trời ơi trời, mày oai phong lắm mà, thất nghiệp không có tiền oai phong cái gì. Tao còn nhớ cái hồi năm 2020 á, vào cái ngày 19 tháng 6 á, tụi mày kỷ niệm cái ngày mà gọi là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tụi mày đi vô cái phố Buôn Xa, vô nhà hàng ăn ấy, như một đám mặc đồ lính đi vô ăn bị bảo vệ đuổi, nó đuổi ngay vòng ngoài nó không cho vào á, thấy không, ngay cộng đồng bọn mày nó còn đuổi bọn mày ấy. Tụi mặc đồ lính vô là đi ăn đều đi ăn ăn trực là nó đuổi. Mày hãy coi lại cái cân đường vòng trái đất mày sẽ biết. 2020 ngày 19 tháng 6 một đám, ngay cả hải ngoại cũng coi khinh bọn mày chứ. Có ai ca ngợi mày không? Có ai nhớ, có ai gọi là tâng bốc bọn mày không? Mẹ sống phải biết đúng biết sai chứ. Ngồi lên tụi mày trong cái diễn đàn này à, và viết tụi mày chửi Việt Nam rất nhiều, tụi mày nói xúc phạm rất là nhiều về lãnh tụ Việt Nam, xuyên tạc tình hình phát triển đất nước. Mà tụi mày có tìm hiểu đâu, tụi mày sao mà không về Việt Nam tụi mày tìm hiểu đi, hay tụi mày lên YouTube tụi mày coi, có rất nhiều YouTube làm video về về Việt Nam đó, họ đi khắp các tuyến đường á, các ngõ hẻm người ta quay sự phát triển của Việt Nam đó. Tụi mày không coi đi, tụi mày ngồi từ Mỹ tụi mày xuyên tạc Việt Nam thế này Việt Nam thế kia, bắt đầu à, thủ tâm tinh thần cầm cái cờ ba que phất phất là tao giỏi tao vĩ đại. Ồ. Đấy tao nói cho mày biết như vậy. Ủa xong Linh Nguyễn xong xong mày làm sao vậy? Ừ? Mày bắt chửi như sao? Đấy, bạn thấy đấy, thấy comment ở dưới này, mình que này. Có ai tôn trọng của mày không? Hả bọn que? Dân giá quá hả? Vì vậy á, tao nói á, tụi mày á, bớt ảo tưởng đi. Đầu óc tụi mày điên hết rồi. Người trong nước không ai coi trọng bọn mày đâu. Ai cũng khinh thường bọn mày lắm. Là coi bọn mày như đúng kích á. Không khác đúng kích trong cái xã hội này á. Tụi mày hiểu chưa? Chứ không phải viên ngọc đâu. Đúng rồi, bạn không ăn tụt nó phét đâu. Nó tưởng nó cầm cái cờ ba que đi biểu tình thành đoàn ấy, nó mặc đồ lính thôi. Mấy lão già tưởng là trong nước người ta coi trọng, người ta ca ngợi. Nhưng mà tôi thấy các diễn đàn ai cũng chửi, không ai ca ngợi, chỉ có chửi mà sỉ nhục nó thôi. Nó mang lên nó làm làm nên vũ nhục, nó sỉ nhục, nó coi như một trò giải trí, một đám hài, một đám hề, chứ có ai thèm ca ngợi đâu. Mà bọn quen nó không biết, mà cứ đến ngày đến tháng, cái đầu nó cầm cờ, nó mặc cái đồ lính, nó vẫy 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 vậy này. Mẹ sao các con người tụi mày sống sót kỳ lạ thật đấy, đúng không? Nhìn tao thấy không biết xấu hổ gì ấy.
mà phải tìm hiểu, khi tụi mày làm như vậy tụi mày phải tìm hiểu xem người ta có ủng hộ không, người ta có ca ngợi không, chứ giờ người ta chửi rủa tụi mày dừng lại đi, tụi mày làm vậy làm gì. Ừ, nhất là cái đám giới trẻ, nó tuổi con tuổi cháu, nó chửi mình già, nó chửi là thằng già luôn, chửi tụi mày biết nhục rồi gì. Thấy ở Việt Nam có ai làm như tụi mày không? Ừ, có ai mặc cái mặc mặc đồ tụi mày vẫy 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 cờ vậy không hả? Tụi mày sống hài hòa, tụi mày làm gì không, nhìn tụi mày điên, tao thấy tao ngứa mắt thật đấy. Vì vậy á, tao nói tụi mày á, mình sọc á, cái đám già á, bớt ảo tưởng, bớt bớt diễn hề đi, sống thực tế đi, bớt xuyên tạc đất nước đi, hiểu chưa? Tụi mày không đụng với Việt Nam á, không nói về Việt Nam, không ai muốn chửi mày hết đấy, không ai dặn đến đây chửi mày hết đấy, mà tụi mày làm cho điên cho khùng không à, người ta mới chửi mày, người ta mới sỉ nhục bọn mày, hiểu chưa? Thấy mấy những bài tao viết ấy, mà phản biện nổi không? Đấy, hôm nay tao chỉ nói đây thôi. Để tụi mày biết, mà tỉnh ngộ ra, đừng u mê tăm tối, đừng cố chấp nữa, hiểu chưa? Bọn sọc. Rồi, hôm nay kết thúc ở đây.